Uầy. Quá ok luôn. Rồi, máy móc Minh Trí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái phiên bản mới của thương hiệu dòng bắn súng bu lông Saki 1/2 chạy khí nén. Thì Saki là một trong những cái phiên bản mà rất là bán chạy trong năm 2021, một trong những cái thương hiệu mà đẹp, uy tín và chất lượng mà máy móc Minh Trí muốn gửi đến anh em. Thì cái súng bu lông Saki này, đầu tiên là trọng lượng của súng nó chỉ có 3,2 cân thôi anh em nhé. Màu chủ đạo là màu đen, chân 1/2 chạy khí nén, dành cho những anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa và bắn từ bu lông 8 đến bu lông 32. Sản phẩm thì bắn 3 số. Đây, bắn 3 số left right trái phải. Chúng ta có thể chỉnh ở đây. Rất là chất lượng. Sản phẩm thì nặng khoảng 3,1 cân. Màu chủ đạo là màu đen và bắn từ bu lông 8 cho đến bu lông 32. Tốc độ không tải của nó là từ 0 cho đến 850 Newton. Anh em nhé. 850 Newton cho một con súng 3,1 cân và màu chủ đạo rất là đẹp. Sản phẩm này thì bên máy móc Minh Trí đang bán rất là chạy, và thương hiệu của Saki thì là một trong những cái dòng của Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Và ở đây thì bên máy móc Minh Trí đã review tất tần tật những cái dòng Saki ở trên thị trường và dòng Tu Saki rồi. Thì cái súng bu lông Saki màu đen này, mã của sản phẩm là SK268 Tokyo Japan. Không biết là anh em có nhìn rõ không ạ? Đây, tôi sẽ zoom ở gần cho anh em xem. Saki này, SK268 Tokyo Japan. Thì đây là một trong những cái dòng do Đài Loan trực tiếp sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản và bắn rất là khỏe. Phiên bản mới cập nhật trong năm 2021 này, nó có rất là nhiều những cái tính năng cải tiến, búa kép 2 búa và rất là chất lượng cho tất cả anh em. Sản phẩm này thì bắn từ bu lông 8 cho đến bu lông trên 32 thoải mái anh em nhé. 850 Newton và rất là đẹp và rất là chất lượng. Đây, cò súng cũng làm rất là uy tín luôn anh em. Sản phẩm này thì bên máy móc Minh Trí bán rất chạy, và nếu như anh em nào chúng ta làm thợ sửa chữa xe máy thì anh em muốn mua những cái dòng súng bu lông mới trong phiên bản năm 2021 thì không thể nào bỏ qua cái súng bu lông này được, bởi vì cái dòng phiên bản là Saki này, SK268 là một trong những cái dòng do Đài Loan trực tiếp sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Mình đã bắn thử ở trước đầu video cho anh em xem rồi. Thì cái mẫu sản phẩm này nhá, tôi xin nhắc lại thông số. Đầu tiên là màu chủ đạo là màu đen, sản phẩm chân 1/2, bắn từ bu lông 8 cho đến bu lông 32, 850 Newton và sản phẩm bắn 3 số, nặng 3,1 cân cho tất cả anh em nhé. Thì mẫu sản phẩm này bên máy móc Minh Trí đang phân phối ở thị trường Việt Nam, và tất cả những cái mẫu linh kiện của cái dòng Saki này thì bên máy móc Minh Trí đều có phân phối cho tất cả anh em. Ví dụ như trong trường hợp mà anh em chúng ta hết bảo hành đi, 1 năm chẳng hạn, anh em muốn sửa chữa cái dòng Saki này thì nhà sản xuất họ có đầy đủ các cái linh kiện. Đấy, ví dụ như là búa này, cò súng này, tất tần tật những cái linh kiện của cái dòng súng bu lông Saki SK268 này thì đều có linh kiện thay thế cho tất cả anh em. Cho nên là anh em yên tâm là chúng ta dùng vài ba năm chúng ta hỏng, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế linh kiện và không mất một chút chi phí nào để cải tạo lại súng anh em nhé. Màu rất là đẹp, anh em có thể thấy rất là đẹp và rất là chất lượng. Sản phẩm này thì giá thì bên máy móc Minh Trí đang cập nhật ở trong Zalo, và nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu, anh em hoàn toàn có thể ép Zalo của bên máy móc Minh Trí để đặt hàng cái mẫu sản phẩm này. Thì nếu như anh em nào chúng ta đặt cái mẫu sản phẩm này thì bên máy móc Minh Trí xin phép được ship hàng cho tất cả anh em đến nơi. Anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Nếu mà ưng thì anh em nhận, còn nếu mà không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể giả lại cho bên máy móc Minh Trí và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Rồi, đây là các cái dòng súng bắn bu lông Saki ở thị trường Việt Nam, và bên máy móc Minh Trí đã bắn thử hết tất cả các cái dòng này rồi. Anh em nếu mà chưa nghe, chưa xem các cái video của bên mình, có thể là kích vào trong link YouTube để tham khảo các cái dòng súng mà bên mình đã bắn thử nhá. Rồi, mọi chi tiết đặt hàng cái phiên bản súng bắn bu lông 1/2 Saki SK268 do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản này, anh em có thể inbox qua fanpage cho bên mình là máy móc Minh Trí trên fanpage của Facebook, hoặc là anh em có thể ép Zalo của bên mình 0915498666, 0978390231 hoặc là 0986734894 để đặt hàng cái mẫu sản phẩm này. Thì thường bên mình có những cái chương trình săn sale rất là rẻ ở trong cái khu vực Zalo. Anh em có thể ép Zalo và săn sale cái mẫu sản phẩm này nhá. Shopee, Sen Đỏ, Lazada. Website của bên mình là máy móc minh trí.com. Rất là hy vọng anh em có thể đặt hàng cái mẫu sản phẩm súng bắn bu lông 1/2 Saki SK268 này để trải nghiệm cái mẫu sản phẩm xem là súng nó có chất lượng như trong quảng cáo không nhá. Thì mẫu sản phẩm này nhá, mình xin nhắc lại thông số. Sản phẩm nặng 3,1 cân, màu chủ đạo là màu đen và mã của sản phẩm là Saki SK268 do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Đấy, sản phẩm bắn 3 số dành cho những anh em nào chúng ta là thợ sửa chữa xe máy, chạy khí nén và bắn bu lông từ bu lông 8 cho đến bu lông 32 anh em nhé. Rất là chất lượng luôn và sản phẩm này bảo hành 1 năm. Ship đến tận nhà, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Tránh tình trạng là anh em mất lòng tin khi mua hàng online. Đến nơi nếu như mà không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể giả lại cho bên máy móc Minh Trí và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Trí trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại anh em trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.